Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán và đất của dân gửi bán, cũng như là những căn hộ dịch vụ của các chủ đầu tư gửi bán. Hôm nay mà anh sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô đất, lô góc rất là đẹp, rất là thoáng, vị trí ở tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là mảnh đất đó đây. Đây mọi người nhá. Với cái mặt tiền là 3m4, chiều dài, chiều sâu là 11,3m và mặt hậu là 3m4. Giá chào bán là 29 triệu 1 mét. Mọi người ạ, rất là tiện lợi. Ô tô có thể lùi vào nhà cũng được, mà ô tô tải thì đi qua nhà. Giá chỉ 29 triệu 1 mét thôi. Thì là hôm nay em xin gửi tới mọi người đây, vị trí của cái lô đất đấy đây. Lô góc rất đẹp. Và với cái lô đất này thì vị trí đi ra khu đô thị Đô Nghĩa cũng như là bến xe Yên Nghĩa chỉ trong phòng phạm vi bán kính là 3 km quay đầu thôi mọi người nhá. Rất là gần những trường đại học như Fendica này, gần trường thể dục thể thao cũng như là trường mầm non, trường tiểu học, chợ. Rất là gần, rất là tiện. Nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về mảnh đất này và muốn đi xem thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em, nếu như mà thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bất động sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.